Vì vậy thì sao đó anh, như nói anh chuyển tiếp, vì vậy thì anh để anh quay chị ấy đây, chị thuyết minh đúng không? Cái người mà thuyết minh là không có quay. Đang quay. Bây giờ thì không có nhớ cái đường việc đâu. Vì đây là đúng rồi, để chị nói cái việc đạo đấy ha. Đây là ví dụ mình nói mình trong cái case, tức là một trường hợp bệnh nhân. Thì một trường hợp bệnh nhân ấy, thì trường hợp bệnh nhân họ bị đi làm, họ bị đau, nhức mỏi. Nhức mỏi và khó thở. Ví dụ vậy, đi làm nhiều nhức mỏi và khó thở. Thì mình điểm huyệt của mình rào huyệt. Rồi lúc đó anh chị nói tùy cái người, không phải mình điểm huyệt mình làm cho họ, đâu mà tùy cái người, cái tạng người và cái sức nặng mà mình lấy thế nào lúc đó chị. Cơ địa của họ. Dạ, cơ địa của họ đó mình lấy thì cái đó chị biết rồi ha. Thì nó ví dụ như cái cơ này, người này bự con, to lớn như vậy thì mình mà nhỏ con thì mình yếu, mình dùng khí từ khí hỏi đi ra à, có một dạ bây giờ đã điểm huyệt, tức là đi từ khí hỏi.